Sau một thời gian dài làm quan trong triều đình nhà Trần, Lê Quý Ly dần dần nắm giữ được những chức vụ quan trọng và trở thành người rất có quyền lực. Năm 1387, vua Trần Phế Đế nhận thấy thế lực của Lê Quý Ly ngày càng lớn, có nguy cơ sẽ thoán đoạt ngôi vua, nên đã bàn kế với quý tộc họ Trần lật đổ ông. Tháng 2 năm 1387, vừa rồi quân Chiêm Thành xâm phạm kinh thành Thăng Long, khiến trẫm phải lánh về núi Bảo Hòa. Trẫm thật có phúc vì có các quan hết lòng phò tá bảo vệ. Nay trở về Thăng Long, trẫm muốn thưởng thật hậu cho các trung thần đã hết lòng cứu giá. Đội ơn hoàng thượng, bảo vệ bề trên là chức phận của chúng thần à. Lê Quý Ly, khanh là người có công rất lớn, nay trẫm phong khanh làm đồng bình chương sự, ban cho khanh thanh kiếm này. Đội ơn bệ hạ. Văn võ toàn tài, quân thần đông đúc, thượng hoàng người quá ưu ái cho Quý Ly rồi à. Vậy khanh hãy cố gắng làm tốt phận sự của một tể tướng, chớ phụ lòng tin tưởng trọng dụng của trẫm. Đội ơn hoàng thượng. Bệ hạ, sao chổi xuất hiện phía tây, không chừng triều đình sắp có biến lớn. Còn phải đợi sao chổi đến mới biết sao? Nay thượng hoàng tin yêu ngoại thích là Lê Quý Ly, cho ông ta mặc sức làm gì thì làm. Họa này của họ Trần nếu không lo trước đi thì sau sẽ rất khó chế ngự. Lê Quý Ly là sủng thần của thượng hoàng, được thượng hoàng ủy thác mọi việc trong triều, diệt được Quý Ly không phải chuyện dễ. Việc này không dễ, nhưng nếu không sớm trừ khử Lê Quý Ly, chỉ e chẳng bao lâu nữa hắn củng cố được thế lực, tất cả tôn thất họ Trần sẽ chết dưới tay hắn. Trong phủ có kẻ lạ. Nguy rồi, nguy rồi đại nhân. Có thể xông vào phủ Lê Quý Ly, ắt không phải là kẻ có võ công tầm thường. Là kẻ nào dám phái cao thủ đến sát hại ta? Giờ phải làm sao đây ạ? Lánh xuống mật thất. Trước sự chuyên quyền của Lê Quý Ly, các tôn thất nhà Trần đã âm mưu giết ông, nhưng sự việc đều không thành. Năm 1387, nhận thấy thế lực của Lê Quý Ly ngày càng lớn, vua Trần Phế Đế bàn kế với quý tộc họ Trần lật đổ ông. Ngay lúc này, Lê Quý Ly cũng có những bước đi để chống lại nhà vua cùng tôn thất. Âm mưu phế lập vua Trần Phế Đế có thể coi là cuộc công phá có quy mô lớn đầu tiên của Lê Quý Ly vào triều Trần. Tháng 8 năm 1387. Lê đại nhân, ta nghe đêm qua trong phủ có thích khách, việc là sao? Coi như ta vẫn giữ được cái mạng này. Nhà vua cùng thái úy Trần Ngạc đang bí mật tìm mọi cách trừ diệt ngài để ngừa hậu họa. Tai vạ này không nhỏ đâu. Ngài nghe được nhà vua tính toán điều gì? Lê Quý Ly là sủng thần của thượng hoàng, diệt được Quý Ly không phải chuyện dễ. Việc này không dễ, nhưng nếu không sớm trừ khử Lê Quý Ly, chỉ e chẳng bao lâu nữa hắn củng cố được thế lực, tất cả tôn thất họ Trần sẽ chết dưới tay hắn. Vậy ra đám thích khách đêm qua là người của nhà vua. Vậy Lê đại nhân nên lánh ra núi Đại Lại để đợi biến động thì hơn. Không thể được. Ngay trong phủ canh phòng cẩn mật mà thích khách còn vào mưu sát được. Nếu không phải Lê đại nhân mệnh lớn thì đã sớm mất mạng từ đêm hôm qua rồi. Giờ mà ra ngoài thì khó lo chuyện sống còn. Nếu không còn phương sách gì thì ta đành tự tử, chứ không để kẻ khác giết mình. Lâu nay trong lòng thượng hoàng vẫn rất giận về việc nhà vua giết con trai yêu quý của người là quan Phục đại vương.
nay quyền bính đều ở cả đại nhân, mà vua lại mưu hại ngài, thì thượng hoàng lại càng ngờ lắm. Cũng phải, trước nay thượng hoàng cũng biết nhà vua là kẻ u mê, nhu nhược, không làm nổi việc gì. Nay thượng hoàng mà biết nhà vua bày mưu tính kế làm hại kẻ công thần nữa thì... Hay lắm, đại nhân có thể lợi dụng điểm này mà đi trước một bước, mượn tay thượng hoàng mà chống lại nhà vua, không chừng có thể biến họa thành phúc. Chi bằng, đại nhân hãy liều vào lại thượng hoàng, bày tỏ lợi hại, thì nhất định thượng hoàng sẽ nghe theo ngài. Thượng hoàng có nhiều con chính đích, nhà vua lại chỉ là phận cháu của thượng hoàng. Ngài cứ tâu rằng thần nghe xưa nay không ai bán con để nuôi cháu, chỉ thấy bán cháu để nuôi con. May ra thượng hoàng tỉnh ngộ mà đổi lập con út là Chiêu Định Vương lên ngôi. Nếu thượng hoàng không nghe thì chết cũng chưa muộn. Được, không chừng đây cũng là cơ hội của ta. Ngày mai ta sẽ vào cung gặp thượng hoàng để tâu bày. Được thượng hoàng Trần Nghệ Tông che chở và tin cẩn, Lê Quý Ly đã nhân cơ hội này để tấn công trực diện vào sự cầm quyền của. Ngày 6 tháng 12 năm Mậu Thìn 1388, sau 4 tháng nghe lời mật tấu gièm pha nhà vua của quan Đồng Bình Trương Sự Lê Quý Ly, thượng hoàng Trần Nghệ Tông nghe theo và quyết định phế bỏ vua Trần Phế Đế. Cuộc truất phế vua Trần Phế Đế diễn ra bất ngờ, đã gây nên một làn sóng phản kháng của quan quân và tướng sĩ nhà Trần. Bẩm bệ hạ, thượng hoàng mới ngự về an sinh, người sai điện hậu hộ vệ và chỉ huy hậu nội nhân gọi bệ hạ tới bàn việc nước ạ. Vậy ta phải đi ngay. Bái kiến thượng hoàng. Đại vương đã tới rồi, ta có việc hệ trọng cần thông báo cho đại vương đây. Chẳng hay có việc gì gấp gáp à? Thượng hoàng gọi Hoàng Nhi như vậy, phải chăng Hoàng Nhi đã làm sai điều gì khiến thượng hoàng phật lòng ạ? Đại vương hãy lại đây. Thượng hoàng, người... Thượng hoàng cho người bắt giam bệ hạ vào chùa Từ Phúc rồi. Chưa biết chừng lại theo lời Lê Quý Ly phế truất vua. Chúng ta là tướng chỉ huy quân Thiết Liêm, Thiết Giáp, Thiết Sang, sao có thể để chuyện như vậy xảy ra? Chi bằng đem quân vào gây áp lực cho thượng hoàng mà cướp lấy nhà vua đem ra. Đi thôi. Trước đây Duệ Tông đi tuần phương Nam không trở về, lấy con đích để nối ngôi, đó là đạo từ xưa. Nhưng từ khi quan gia lên ngôi đến nay, lòng dạ trẻ con giữ đức không thường, gần gũi bọn tiểu nhân, nghe lời Lê Á Phu, Lê Dư Nghị gièm pha vu hãm công thần, làm lung lay xã tắc. Phải dáng làm linh đức đại vương, song quốc gia không thể không có chủ, ngôi báu không thể bỏ trống lâu, nên hãy đón Chiêu Định Vương Trần Ngung vào nối đại thống, bá cáo trong ngoài để mọi người đều biết. Hoàng Nhi xin kính cẩn tuân theo. Thượng hoàng ban chiếu phế vua rồi, phải đem quân vào cứu giã. Bệ hạ gửi cho các tướng quân giải pháp. Bệ hạ có ý không muốn chúng ta làm trái ý thượng hoàng sao? Việc phế lập Trần Phế Đế là một trong những cuộc phế lập rất thương tâm trong lịch sử. Sau khi phế truất vua Trần Phế Đế năm 1389, thời vua Trần Thuận Tông, vua Chiêm Thành là chế Bồng Nga lại tiếp tục cho đem quân quấy nhiễu vùng biên viễn phía Nam Đại Việt. Trước tình thế người Chiêm cướp phá đến tận Thanh Hóa, tháng 10, thượng hoàng Trần Nghệ Tông tiếp tục sai Lê Quý Ly dẫn quân đi chống giặc. Yeah.
ngăn thượng lưu sông, quân ta đóng cọc dày đặc để chống cự, nhưng đã nhiều ngày rồi vẫn chưa phân thắng bại. Phải làm sao đây? Ta đã cho người sang trại chiêm thám thính, nay người đã về. Nào, người hãy báo cáo đi. Dạ, thưa các tướng quân, sau nhiều ngày giao chiến, quân giặc đã chán nản muốn rút quân về. Chế Bồng Nga đang tập hợp quân để chuẩn bị rút về nước. Hay lắm, quân giặc chinh chiến nơi xa, nay đã tới hồi rệu rã. Vậy thì chúng ta hãy đem quân thủy bộ tinh nhuệ làm quân cảm từ truy kích bọn chúng. Chế Bồng Nga lần này chết chắc. Rút quân! Quân địch đã rút về Chiêm Thành, lệnh cho thủy quân tinh nhuệ đuổi theo. Quỷ tổ bị mai phục rồi, mau đưa tin để quân ta trở về bảo vệ doanh trại Đại Việt. Tình hình sao rồi? Bẩm tướng quân, thuyền của đội quân tinh nhuệ đã đi xa, rất khó để ngược dòng, không thể quay lại ứng cứu cho ta được. Bẩm tướng quân, thuyền chở quân chiến đấu của ta bị nước sông chảy xiết dồn vào một chỗ, quân bộ bị giết gần hết. Bẩm tướng quân, tướng Nguyễn Chí chỉ huy quân Hữu Thánh Dực đã bị giặc bắt sống, toàn bộ 70 tướng còn lại đều đã bị chết trận ạ. Quỷ to rồi, phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải rồi, người hãy báo cho tướng Phạm Khả Vĩnh ở lại cầm cự với giặc. Tướng Nguyễn Đa Phương tạm chỉ huy quân Thánh Dực, ta phải về kinh thành xin thêm quân tiếp viện. Gặp thế giặc mạnh, Lê Quý Ly bỏ về kinh xin thuyền chiến chi viện, nhưng Thượng Hoàng. Năm 1389, Chiêm Thành quấy rối biên giới phía Nam. Vua Trần cử Lê Quý Ly và Nguyễn Đa Phương dẫn quân đi diệt giặc. Thế giặc mạnh, Lê Quý Ly bỏ về kinh, để mình Nguyễn Đa Phương ở lại chỉ huy quân lính rút lui an toàn. Vì việc này mà về sau, Nguyễn Đa Phương thường coi thường Lê Quý Ly bất tài, còn Lê Quý Ly thì tìm cách loại bỏ ông. Bẩm Thượng Hoàng có để ý thấy, từ ngày Nguyễn Đa Phương lập công trở về, hắn thường có thái độ ngạo mạn, không coi ai ra gì ạ. Quả là như vậy. Có điều Đa Phương đã lập công lớn, không ai có thể phủ nhận. Khanh cho nên để ý quá đến những lời ngạo mạn của Đa Phương mà làm gì? Thật ra trận đánh lúc đó do thần quá tin tưởng Đa Phương, nghe theo kế sách của ông ta nên mới thất bại như vậy. Nếu Đa Phương kia chỉ xem pha thần là kẻ bất tài vô dụng thì thần xin nhận. Nhưng hắn còn ngạo mạn cho rằng Thượng Hoàng là người thiếu sáng suốt, thì thần ngờ là hắn dễ đem lòng khác lắm. Có chuyện như vậy sao? Thượng Hoàng, chi bằng Thượng Hoàng thu lại số quân do Đa Phương chỉ huy, tránh đêm dài lắm mộng ạ. Có lý, cứ làm vậy đi. Lê Đại Nhân, ông đi đâu vậy? Chào ông, ta đến gặp Thượng Hoàng. Ông lại muốn đi gặp bề trên để nói xấu ta phải không? Ta thật không ngờ, ông đã bất tài vô dụng lại xảo trá tiểu nhân. Ông đừng nói cản, đừng tưởng lập chút công trạng mà kiêu căng. Đa Phương Đại Nhân nói không sai, còn nhớ lúc chiến trận gặp nguy, trong khi ngài ở lại chống giặc gặp muôn vàn nguy hiểm, thì có người lại phó mặc binh lính bỏ chạy về kinh thành, cốt giữ lấy tính mạng. Đến khi ngài lập được công lớn thì người đó lại gièm pha ngài với Thượng Hoàng. Ta phải đi gặp Thượng Hoàng, không có thời gian đôi co với các người. Chào. Bẩm Thượng Hoàng, dù Thượng Hoàng đã cho thu lại quân lính do Đa Phương chỉ huy, nhưng Đa Phương kia vẫn kiêu ngạo, coi thường chính lệnh lắm.
Nên trị tội nhẹ để cảnh cáo hắn. Nguyễn Đà Phương rất gan góc, thần sợ hắn sẽ trốn sang nước Minh hay Chiêm Thành. Không nên thả hổ để lại mối họa về sau, chỉ bằng giết đi là hơn. Lê Quý Ly bức chết ta thế này thì đúng là cao tay lắm. Ta vì có tài nên được giàu sang, cũng vì có tài mà nên nỗi chết. Chỉ hận là không được chết ở chiến trận mà thôi. Việc loại trừ Nguyễn Đa Phương đã cho thấy sự kiên quyết. Cuối năm 1389, với tình cảnh quân đội Đại Việt liên tiếp thất bại trước sự tấn công của Chiêm Thành, Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông sai vị tướng Trần Cát Chân đem quân Long Kiệp đi chặn quân địch. Bằng tài năng của mình, Trần Cát Chân đã bình định được quân Chiêm Thành. Vừa đến Hoàng Giang đã gặp giặc rồi. Ta quan sát thấy ở đây không thể giao chiến với quân Chiêm được, sẽ bất lợi cho ta. Vậy phải làm sao ạ? Cho lui thuyền về giữ sông Hải Triều. Cuối cùng cũng dò được tung tích của quan Trần Khắc Chân rồi. Bẩm quốc vương, nguy rồi, Ba Lậu Kế đã bỏ trốn rồi. Khốn kiếp, có biết hắn mắc trọng tội không? Không xong rồi, có khi nào hắn sợ ta giết chết nên chạy sang doanh trại Đại Việt bán đứng ta không? Tướng quân, có người từ Chiêm Thành đến xin hàng. Tại hạ Ba Lậu Kê xin được đến hàng Đại Việt ạ. Nói, ngươi định giả hàng để lừa ta ư? Bẩm tướng quân, tôi vì đắc tội chết với quốc vương Chế Bổng Nga nên mới trốn sang xin hàng Đại Việt để giữ lê mạng. Chế Bổng Nga đang cho hàng trăm chiến thuyền tiến vào Hải Triều để tấn công Đại Việt. Thuyền của ông ta màu xanh, ngài có thể cho tấn công chiến thuyền đó là có thể giết chết Chế Bổng Nga rồi đấy ạ. Thượng Hoàng! Có chuyện gì vậy? Bẩm Thượng Hoàng, đại thắng rồi. Tướng quân Trần Khắc Chân đã đánh bại quân Chiêm Thành rồi. Ngài ấy đã cho người đem đầu vua Chế Bổng Nga báo tin thắng trận ở Bình Than ạ. Thật sao? Giỏi, giỏi lắm! Thắng lợi của Trần Khắc Chân trước quân Chiêm Thành đã đưa đất nước Đại Việt yên ổn. Tết Thanh Minh tuy không phải là Tết lớn, nhưng đối với người Việt, đây là ngày lễ thiêng liêng đi sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Ngày Tết Thanh Minh nhằm để báo hiếu, trả nghĩa, đền đáp ơn sinh thành, tạo dựng của Tổ tiên. Đây là ngày dỗ tổ chung, nhắc chúng ta nhớ về quê hương nguồn cội. Thanh Minh năm nay tiết trời đẹp quá, mát mẻ quang đãng, trời trong nắng nhẹ, khiến con người ta thật sảng khoái. Tết Thanh Minh năm nào trời cũng đẹp, nhưng đúng là hôm nay trời đẹp hơn hẳn. Chắc là hôm nay bà con ta đi tảo mộ đông vui lắm đây. Tết Thanh Minh đẹp thế này là một dịp tốt để đi hội đạp thanh, tảo mộ. Và lại đó là tục truyền thống bao đời nay của người Việt ta. Cả năm mới có một quãng thời gian vừa nông nhàn lại có tiết trời đẹp. Việc tế lễ đối với tổ tiên, người đã khuất, ngày thường đã không thể lơ là, huống hồ là Tết Thanh Minh. Vậy nhà nhanh nhanh lên,
còn mang theo dao, cuốc để phát quang cỏ rậm, sau đó mới cúng lễ được. Được, vậy chúng ta đi nhanh kẻo muộn. Cha, vậy là cha đã về bên mẹ con tới nay đã gần 100 ngày rồi. Ở dưới đó có lạnh không cha? Chúng con nhớ cha lắm. Được rồi, tôi biết mình nhớ cha. Dù gì cha cũng đi rồi, để cho cha đi thanh thản. Giờ vợ chồng mình phát cỏ, đắp lại mộ cho cha đi. Hôm nay trời nắng đẹp, dân ta đi tảo mộ đông quá. Tôi cũng vừa sang sửa lại mộ cho ông bà tổ tiên của tôi. Khi sống, các cụ đã sống cả một đời vất vả. Khi có giặc thì chạy ngược chạy xuôi, ẩn nơi rừng núi rồi lại chặn đường đánh giặc. Khi hết giặc lại đôn đáo cấy trồng, lo từng bữa ăn cho con cháu. Đến khi con cháu trưởng thành, được rảnh tay nghỉ ngơi thì các cụ lại về với tiên tổ. Còn chưa được một ngày hưởng phúc cho con cháu báo hiếu. Đấy, đời người có bao nhiêu, mấy mươi năm sống trên đời phải vất vả khóc cười, tới khi ra đi cũng chỉ một nấm mồ, mong sao cho được gọn gàng xanh cỏ để sớm được siêu sinh. Dân ta có nhiều phong tục truyền thống hay, từ Tết Nguyên Đán tới Tết Nguyên Tiêu, rồi Tết Hàn Thực, Tết Thanh Minh, dù to hay nhỏ đều có ý nghĩa sâu sắc, đúng là mỹ tục lâu đời. Đặc biệt là những ngày Tết đều là để tỏ lòng biết ơn, nhắc nhở chúng ta phải uống nước nhớ nguồn như cây có cội. Ngẫm ra trên đời, người ta sống dù có hiền hách hay không, thì cuối cùng tới lúc chết đi, có còn được người đời nhớ tới không? Thôi, việc tảo mộ cũng xong rồi, mau về nhà sắp lễ còn thờ cúng gia tiên. Trên bàn thờ ngày này mà khói hương nguội lạnh thì thật là có lỗi với tổ tiên lắm. Phải đây. Chúng ta đi về thôi. Tết Thanh Minh còn ngắn liền.